À, dạ vâng, đầu tiên số em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe cho toàn thể anh em là thợ đi bẫy gà rừng, là thợ đi bẫy chim. Hôm nay số em lại làm một cái video test cái loa LiQ92 có Bluetooth cho anh em Đắk Lắk nhé. Trước khi để giao dịch cho thành công vui vẻ thì cho em chia sẻ cách thức mua bán hàng của bên em. Bên em là một đơn vị mua bán hàng online uy tín, luôn ship code COD đồng kiểm tận nhà cho anh em. Quyền lợi của anh em khách hàng luôn được kiểm tra và test hàng trước khi nhận. Đúng sản phẩm anh em đặt mua bên shop thì anh em thanh toán tiền. Thế thì không để các bác đợi lâu. Nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái loa LiQ92 đây, Bluetooth các bác nhé. Em sẽ hướng dẫn các bác kết nối Bluetooth luôn và phụ kiện đi kèm của em loa này có những gì thì các bác cùng em mở loa nhé. Đây các bác mở loa ra thì phụ kiện đầy đủ luôn như này các bác nhé, full phụ kiện nhé. Gồm điều khiển này, gọi là remote này. Đấy. Rồi pin của điều khiển này. Và dây sạc của sạc cho loa này. Đấy, và dây sạc, cáp sạc này, sạc điều khiển này các bác nhé. Đây, và đây là thân loa. Thân loa này thì anh em ta sẽ đi chi tiết sau một chút. Và dưới cái khay này nó sẽ có một cái túi nữa các bác nhé. Này, có một túi đeo loa màu dàn di đây các bác. Đấy, các bác nhấc nhẹ nhàng ra như này. Có túi đeo loa màu dàn di như này nhé. Được cắt lộ thoát tiếng ok rồi. Rất xịn sò đây. Đấy, anh em lưu ý đừng vứt đi nhé. Có nhiều bác vùng cao bác nhận hàng các bác vứt đi, mất luôn cả cái quả pin điều khiển và cái túi đeo loa. Đấy, các bác đã điện về số em bảo anh ơi không có à. Không phải đâu, là do các bác không để ý đấy. Thì số em này uy tín luôn, gửi hàng đầy đủ cho các bác. Đấy, thì bây giờ anh em ta sẽ đi chi tiết vào cái em thân máy này, LiQ92 này. Thì các bác lưu ý là cái này đặc biệt là điều khiển xa được 200m các bác nhé, điều khiển xa 200m đấy, và sử dụng bằng tiếng Trung các bác nhé. Đây anh em ta đi chi tiết này. Con này thì pin của nó cũng trên 10 tiếng, công suất loa thì 180W, pin 2200mAh các bác nhé, tương đương đến 12 tiếng 13 tiếng đấy, nguyên khối nhé, hộp nguyên khối. Đây, mang loa đã thoát tiếng như này rất siêu ok này. Đây, có ký hiệu Bluetooth. Và cái này đặc biệt có chế độ ghi âm loa nữa các bác nhé. Chế độ ghi âm loa. Đây, các bác nhé, sử dụng bằng tiếng Trung, Bluetooth này. USB thẻ nhớ và Bluetooth thì các bác ở đây tùy chọn nhé. Đây, bây giờ anh em ta sẽ test luôn. Bật lên. Và mình sẽ test Bluetooth luôn nhé. Để giới thiệu các bác để vừa dễ tìm kiếm, các bác phải sử dụng một cái điện thoại khác nhé. Các bác vào phần Bluetooth này. Đây, các bác bật để tìm kiếm xem đó, thấy loa không nhé. Đây ở chế độ này là chế độ Bluetooth đấy. Đây các bác nhé, đã tìm thấy Q92, mình sẽ kết nối này. Đấy, kết nối nó sẽ báo như vậy luôn. Ok, kết nối các bác sẽ vào YouTube nhé. Các bác vào YouTube, các bác sẽ tìm, chẳng hạn như các bác tìm shop em nhé, shop loa bẫy chim đúng không. Đây. Đấy, các bác thấy luôn shop loa bẫy chim Vạn Lộc đây các bác nhé. Đấy, rất chiều ok, các bác tìm rất dễ nhé. Đấy, cảm ơn các bác. Các bác hãy tìm kiếm số em và đăng ký kênh. Nhớ đăng ký kênh, ấn nút thông báo các bác nhé, để nhận những video mới nhất của bên shop. Thì bây giờ anh em ta sẽ đi mở một bài nhạc đi nhé. Karaoke remix nhé. Hay là we'll be right back.
tuyệt đối thành công cho các bác con Q92 của Bluetooth các bác nhé. Ở đây điều khiển này xa 200m này các bác nhé, điều khiển 200m. Đây là mở này, đây là tắt này các bác nhé. Và đặc biệt là các bác nào mua hai cái loa thì bên em sẽ tặng các bác một quả pin dự phòng như này nhá. Đấy, đây là quả pin dự phòng của những em loa điều khiển này các bác. Đấy, hai bác nào chung nhau đơn mua một cái hai cái loa, một đơn và hai cái loa, em sẽ tặng các bác một quả pin này nhá. Ok. Còn đây các bác đây là quả pin thay trong loa của Q92 nhá. Rẻ thôi các bác nhé. Đấy. Đây quả pin Q92 đây. 8.4V. Cảm ơn các bác đang xem video. Các bác xem video thì thấy hay like đăng ký kênh ủng hộ em. Các bác nào chưa có thì liên hệ luôn bên shop để shop được phục vụ các bác sớm nhất và nhanh nhất. Cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé. Cảm ơn các bác. Chúc các bác một ngày đi săn bẫy hiệu quả.